Thưa bà con nông dân và quý khán giả, nắng nóng cũng là điều kiện bất lợi, ảnh hưởng đến sinh trưởng giới lúa hè thu ở giai đoạn đẻ nhánh. Vậy lúa hè thu ở giai đoạn này cần chăm sóc dinh dưỡng, quản lý sâu bệnh thế nào để cây lúa khỏe, phát huy tiềm năng năng suất? Cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta có những khuyến cáo như sau. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Bà con thì hiện nay lúa hè thu sớm của bà con nông dân chúng ta xuống giống đâu đó đang vào giai đoạn từ đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh. Đây là cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là điều kiện nắng gay gắt ban ngày và ban đêm, buổi chiều cũng có thể có một vài đám mưa rải rác, và cái khí hậu thì nó thuận lợi cho cái bệnh đạo ôn tấn công rất là nhiều trên ruộng lúa. Đặc biệt là trong cái vụ hè thu này thì cái con sâu cuốn lá cũng gây hại rất là nặng. Ngoài cái việc mà đạo ôn gây hại thì nó ảnh hưởng đến cái việc là đẻ chồi của cái cây lúa nó bị giảm sút. Bên cạnh đó thì con sâu cuốn lá nó gây hại, nó cắn trên những cái lá thì nó làm ảnh hưởng đến cái việc là cũng cái sức nảy chồi của cái hạt lúa, của cây lúa không được tối đa. Thì bà con chúng ta ngay từ đầu vụ lúa hè thu, ngoài cái việc nắng nóng, chúng ta cần phải bón phân cân đối để không có dẫn đến hiện tượng là giai đoạn đầu thì cây lúa nó đang nghèo ụt nhưng mà giai đoạn sau thì nó bị thừa phân, nó dễ bị lợp lá, đạo ôn tấn công nặng hơn. Đầu vụ tôi quan tâm nhất là cái bệnh đậu ôn, và hai nữa đó là sâu cuốn lá. Thì về phía Syngenta cũng có một cái giải pháp giúp cho bà con chúng ta quản lý cái đậu ôn vụ hè thu này, đó là chúng ta quản lý đậu ôn lá cũng như là đậu ôn cổ lá ở ngay giai đoạn đầu bằng cái sản phẩm Filia 525SE. Với cái sản phẩm Filia 525SE thì chúng ta xài cái liều là 0,5 lít trên 1 hectare. Chúng ta phun khi mà mình đi thăm ruộng, mình thấy cái vết bệnh chấm kim nó vừa chớm xuất hiện là chúng ta có thể tiến hành phun cái sản phẩm Filia này. Vết chấm kim mà vừa chớm xuất hiện thì coi như giai đoạn đó chúng ta gọi là phun phòng và trị sớm. Thì tới mà lúa mà nó có đậu ôn á thì Filia là tôi sạch hồi đó tới giờ luôn, hồi từ hồi Filia ra tới bây giờ luôn đó. Cứ bệnh vậy thì 40cc. Sạch nó là chắc cú, là yên tâm khỏi cần sợ lo lắng gì hết. Bên cạnh đó thì đối với lại cái con sâu cuốn lá thì chúng ta có thể kết hợp giữa Filia và cái Vitaco 40WG để chúng ta phun. Thì cái Vitaco nó giúp quản lý được con sâu cuốn lá và phòng luôn cả con sâu đục thân ngay từ giai đoạn sớm. Thì đây là một trong những cái điều kiện giúp cho cây lúa giai đoạn mạ nó khỏe, nó tốt nhờ vào việc sạch bệnh và không bị sâu hại tấn công. Thì nó sẽ tập trung được cái dinh dưỡng để nó đẻ nhánh sớm. Và đẻ nhánh sớm thì trên ruộng có nhiều cái bông tốt hơn sau này. Đây là cái điều kiện để chúng ta có được cái tiền đề năng suất tốt hơn ở giai đoạn cuối vụ. Chúc bà con chúng ta có một cái vụ mùa bội thu.